Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng ngày hôm nay của Tamda Media. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và nhiều niềm vui. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng ngày hôm nay. Bất chấp tất cả những vấn đề mà ngành y tế Séc hiện đang phải gánh chịu, một số lĩnh vực của y tế Séc vẫn có danh tiếng tương đối tốt ở nước ngoài. Có tới hàng nghìn người nước ngoài đã đến Séc để khám chữa bệnh mỗi năm. Đối với họ, việc điều trị tại Séc thường tiêu tốn ít chi phí hơn, ngoài ra thời gian chờ đợi cũng ngắn hơn. Mối quan tâm lớn nhất là phẫu thuật mắt, phẫu thuật thẩm mỹ và chăm sóc răng miệng. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc Jan Lipavsky khẳng định Cộng hòa Séc nên có đại sứ tại Moscow, Nga. Bộ trưởng cho biết rằng quan điểm này của ông có sự ủng hộ của Thủ tướng Petr Fiala. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Séc cho biết mối quan hệ song phương giữa Séc và Nga đã bắt đầu xấu đi từ năm ngoái khi các cơ quan mật vụ và điều tra viên của Séc phát hiện ra các đặc vụ của Nga có liên quan đến vụ nổ kho đạn dược ở Vrbyachice thuộc vùng Zelensko vào năm 2014. Séc cũng tích cực tham gia hỗ trợ Ukraine, quốc gia bị Nga tấn công. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Séc nên làm suy yếu hoạt động của mình ở Nga theo bất kỳ hình thức nào. 150 chiếc nhẫn cưới trị giá gần 90.000 kron đã bị một tên trộm đánh cắp từ cửa hàng trang sức ở Česká Lípa. Hành vi của người đàn ông 29 tuổi đã bị camera an ninh ghi lại. Người này đã đạp mạnh vào cánh cửa nhiều lần rồi vào phía trong, sau đó cởi chiếc áo đang mặc trên người bọc lấy những món đồ trang sức rồi chạy về nhà. Một nhân chứng đã báo cảnh sát rằng một người đàn ông bán khỏa thân đang mặc quần đùi chạy ở quảng trường. Sau đó vài giờ cảnh sát đã bắt được người đàn ông ở Nový Bor. Anh ta nộp cho cảnh sát 101 chiếc nhẫn. Cảnh sát tìm thấy 5 chiếc nhẫn khi người này chạy trốn khỏi hiện trường. 44 chiếc nhẫn khác có thể nằm ở bất kỳ đâu trong tuyến đường đi từ Česká Lípa đến Nový Bor. Người đàn ông thừa nhận rằng anh ta say rượu vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội. Người đàn ông phải đối mặt với án 3 năm tù vì tội trộm cắp tài sản của người khác. Theo công ty dữ liệu, xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ trong tháng 9 năm 2023 đã tăng 15% so với mức thấp nhất 7 tháng được ghi nhận trong tháng 8 do nguồn cung dồi dào và giá giảm. Lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga lên tới 1,78 triệu thùng trên mỗi ngày vào tháng trước. Theo các chuyên gia, có rất nhiều dư địa để Ấn Độ tăng nhập khẩu từ Nga do lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của nước này, đồng nghĩa với việc các nhà máy lọc dầu trong nước sẽ cắt giảm công suất hoạt động và sẽ có nhiều dầu thô hơn để xuất khẩu. Ấn Độ chủ yếu mua dầu Urals của Nga, được giao với mức chiết khấu khoảng 4 đô la Mỹ một thùng so với dầu Brent. Các nhà nghiên cứu Malaysia cảnh báo, sự xuất hiện của bệnh X có thể bùng phát thành đại dịch trong tương lai do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong danh sách mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO cập nhật hồi năm ngoái, bệnh X là cụm từ các nhà khoa học dùng để chỉ một mầm bệnh chưa biết, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và gây ra dịch bệnh nghiêm trọng trên thế giới. Giới chuyên gia nhận định, nhiều khả năng bệnh X sẽ xảy ra do tình trạng buôn bán động vật hoang dã và nạn phá rừng góp phần gây nên biến đổi khí hậu, ảnh hưởng tới môi trường sống của động vật. Trong số các loài động vật hoang dã, rơi là loài mang rất nhiều virus. Hiện WHO đã lập danh sách các loài virus có khả năng trở thành tác nhân gây bệnh X, gây thiệt hại về tính mạng cao hơn cả COVID-19. Sau khi bị miễn nhiệm, hạ nghị sĩ Kevin McCarthy đã thông báo với các đồng nghiệp trong Đảng Cộng Hòa rằng ông sẽ không tái tranh chức Chủ tịch Hạ viện. Theo thông báo được ông McCarthy đưa ra trong cuộc họp kín với các thành viên Cộng Hòa để thảo luận những bước đi tiếp theo. Trước đó, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu để bãi miễn ghế chủ tịch của ông McCarthy. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Mỹ một vị chủ tịch Hạ viện đương nhiệm bị miễn nhiệm. TikTok đã chấm dứt hoạt động thương mại điện tử tại Indonesia sau khi nước này ban lệnh cấm bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. TikTok sẽ ngừng tính năng TikTok Shop tại Indonesia kể từ ngày 4 tháng 10. Tính năng này cho phép người dùng TikTok mua bán ngay trên mạng xã hội này như một sàn thương mại điện tử thông thường. Động thái trên của TikTok nhằm tuân thủ lệnh cấm bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội của chính phủ Indonesia. Với 125 triệu người dùng, Indonesia hiện là thị trường lớn thứ hai thế giới của TikTok, chỉ đứng sau Mỹ. Cùng lúc, xứ vạn đảo cũng là một trong những thị trường TikTok Shop lớn nhất toàn cầu. Ngày 4 tháng 10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tìm ra nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm sau đêm tiệc trung thu tại chung cư Palm Heights. Các chuyên gia y tế cho rằng bánh su kem có thể là nguyên nhân chính gây ngộ độc. Khả năng cao là bánh đã bị nhiễm khuẩn do tất cả trường hợp ngộ độc đều có triệu chứng giống nhau như sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, bạch cầu máu tăng cao. Ngành y tế cũng đã ghi nhận có trường hợp không dự tiệc trung thu tại chung cư Palm Heights nhưng vẫn bị ngộ độc và có cùng triệu chứng sau khi ăn bánh su kem có cùng nhãn hiệu, cùng địa chỉ mua bánh. Từ đó, các chuyên gia y tế nhận định bánh su kem bị nhiễm khuẩn không chỉ tại nơi tổ chức tiệc trung thu mà đã bị nhiễm khuẩn trước đó. Về tác nhân gây ra nhiễm khuẩn, các chuyên gia khẳng định cần chờ kết quả phân lập vi khuẩn.
Vâng, vậy là những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin sáng ngày mai.